Vâng, mình xin chào tất cả anh em. Hôm nay anh em ở chỗ mình cũng đang tiến hành làm hơi hai chiếc xe liền. Đấy, như mình nói đợt này chỗ mình làm hơi rất là nhiều anh em ạ. Toàn xe khách hàng đi không chịu thay dầu. Đây là chiếc quên pha, anh em cũng đang tháo ra đây. Thay bộ hơi luôn. Đấy, và khách hàng cũng rất là cẩn thận. Yêu cầu là thay cả bộ hơi mới luôn nhé, không doa lạ. Thay bộ hơi mới luôn, mình đang đặt rồi. Bây giờ anh em tháo ra làm đầu bò và xúc bác kiểm tra. Còn đây thì anh em cũng vừa mới tháo một chiếc xe lít 110 ra đây em này, cũng làm hơi luôn anh em ạ. Đây, anh em cũng đang hạ máy để đây rồi. Vâng, những anh em học ở chúng mình thì ngoài học điện ra thì anh em còn thực chiến về phần cơ khí luôn anh em ạ. Ông cứ mang xe vào đây. Vâng, ra bơm hộ ông tí. Đấy, anh em còn thực chiến luôn. Đấy, có nghĩa là anh em đồng hành với mình cùng thực chiến những chiếc xe làm hơi làm máy luôn anh em nhé. Vâng, tay mình cũng thế thôi, cũng dầu mỡ, cũng bẩn thỉu như anh em thôi. Đấy, cho nên là tất cả những cái ban bệnh về phần cơ khí đấy thì nhiều khi anh em mình hỏi mình tư vấn ấy, thì mình nắm được cái đâu mình cũng tư vấn đến đó, bởi vì mình cũng là một người thợ trực tiếp sửa chữa như anh em. Đấy, cho nên là trong quá trình anh em làm đấy, tư vấn về phần điện đấy, bởi vì mình là nhà cung cấp máy mô táp, cho nên là anh em cần mình tư vấn về phần điện mình biết thì mình cũng tư vấn cho anh em. Đấy, ngoài ra thì mình còn tư vấn anh em về phần cơ khí đấy, bởi vì mình chân tay cũng dầu mỡ đúng không ạ, hai bàn tay cũng dính dầu mỡ bẩn như anh em thôi, cũng chả khác gì cả đúng không. Đấy, cho nên là mình nắm được những cái khó khăn trong quá trình làm đấy, từ những con ốc nào tháo dỡ khó là mình cơ bản là mình cũng nắm được. Thì đây là chiếc xe lít 110 đang dỡ ra làm hơi, và anh em học nghề cho mình đấy thì vừa học điện mà anh em yếu phần cơ khí là thì mình cũng đều bổ túc cho anh em luôn. Đây, anh em vừa cũng ra hết xu bác rồi anh em này, ra xong xu bác rồi này. Anh em ra anh em để đây đấy, và nhiều khi anh em cũng không nắm được nguyên lý tại sao đấy, tại sao nó cấu tạo như thế thì mình cũng giải thích luôn cho anh em nhé. Đấy, từ những chiếc lò xo xu bác tại sao lại nó lại có phần dày đấy, phần thưa, tại sao nó làm như vậy thì đều được mình giải thích cho anh em hết. Quả dù piston ăn dầu, tất cả là lý do là đều do khách hàng là không chịu thay dầu, không thay dầu định kỳ. Đây là bộ họng ga của xe lít 110 anh em này. Mình đang để anh em tháo dỡ chiếc quên pha cái ra làm xúc bắp, sau đó là mình tiếp tục lắp ráp bộ hơi của xe này. Vâng. Bây giờ anh em tháo hết ra, lại ra xúc bắp tiếp xe đấy. Đấy, xong đặt hơi về cái là mình ráp luôn. Vậy thì anh em nào mà học nghề cho mình mà yếu phần cơ khí nhá, thì mình vẫn tiếp tục là bổ túc hàm thụ tiếp tay nghề cho anh em về phần cơ khí, cách làm, phương pháp làm sao cho nó nhanh. Đấy, và giải thích một số chi tiết tại sao nhà sản xuất lại làm như vậy, đúng không ạ? Anh em đều nắm được. Đấy, thực tế thì rất nhiều anh em đến chỗ mình học là học phần điện FI cơ. Đấy, nhưng mà nhiều khi mình thấy là phần cơ khí anh em rất yếu là mình cũng đều phải bổ túc cho anh em. Rồi cách phương pháp làm sao cho nó nhanh, đúng không ạ? Công việc thì có vậy thôi, nhưng mà làm sao để mình làm nó nhanh nhất. Đấy, chứ còn nếu cũng công việc như vậy mà mình làm nó lâu thì cũng rất là mất thời gian anh em ạ. Vâng, và đợt này thì cũng có hai ba anh em cũng đang hẹn mình tiếp tục đến cơ sở của mình học về phần điện FI, thì chắc là phải sang tháng. Và hôm nay là ngày hôm nay là 29 tháng 3 đúng không, 29 tháng 3 âm hả? Sang tháng 4 thì một số anh em lại tiếp tục tới cơ sở của mình tiếp anh em ạ. Vừa mua máy mua táp đấy, vừa ở đây lại đây vài ngày để mình huấn luyện sử dụng máy đấy, và anh em còn yếu phần nào thì mình tiếp tục bổ túc tay nghề cho anh em nhé. Vâng, vậy thì anh em mà có nhu cầu học nghề đúng không ạ, đặc biệt là phần điện FI, anh em yếu thì anh em có thể đến tại cơ sở của mình dạy. Đấy, còn những anh em mua máy mua táp mà anh em còn yếu điện FI mà anh em có nhu cầu bổ túc 1-2 ngày bổ túc nhanh thì mình cũng thông tin cho anh em để anh em nắm được nhé. Vậy thì anh em có điều kiện mua máy mua táp mà đến tận cơ sở của mình thì mình sẽ hướng dẫn anh em đấy 2-3 ngày tùy theo cái thời gian của anh em, để anh em cũng nắm được, để anh em mua bộ máy về anh em sử dụng làm sao cho nó hiệu quả nhất. Và đó cũng là cái mong muốn của mình, để tất cả những anh em mua máy
mô tương tác của mình thì mình cũng mong muốn là làm sao anh em sử dụng bộ máy làm sao là hiệu quả. Còn trong quá trình anh em làm đấy mà anh em không hiểu thì sẽ được mình tư vấn chuẩn kỹ thuật, bởi vì mình cũng là một trong những học viên của DT ô tô mà cũng được đào tạo bài bản, cho nên là mình sẽ tư vấn cho anh em một cách chuẩn kỹ thuật đấy, những cái phần nào mà những chiếc cảm biến nào trên xe đấy, thông số như thế nào là chuẩn, thế nào là sai, cách xem như thế nào là đúng, đúng không ạ, phân tích dữ liệu như thế nào để cho nó chính xác đấy, thì mình anh em hỏi thì mình sẽ tư vấn cho anh em nhé. Bởi vì trong quá trình làm thì mình cũng thấy là rất nhiều anh em là không biết cái cảm biến này nó hoạt động ra làm sao, nguyên lý như thế nào và như thế nào là đúng, như thế nào là sai đấy. Vậy thì đặc biệt là những cái cảm biến oxy chẳng hạn đấy, cảm biến MP chẳng hạn, là mình thấy nhiều anh em lúng túng lắm, anh em chả hiểu gì cả đấy. Bởi vì đấy là cũng là điều bình thường thôi, bởi vì anh em thì có thể là nhiều người cũng chưa được may mắn là đi học, thế nên anh em cũng chưa nắm được, thì mình sẽ tư vấn cho anh em đấy. Đặc biệt là những anh em mua máy, mua tô thử tác của mình thì mình đều tư vấn một cách chuẩn kỹ thuật đấy. Tất cả những kiến thức mình đã học được, mình lĩnh hội được từ DT ô tô thì mình cũng lại truyền đạt lại cho anh em, nên anh em hoàn toàn yên tâm mua máy ở chỗ mình nhé. Bởi vì sao, mình nói rồi, mình là một người thợ thực chiến đấy, cũng tay chân dầu mỡ như anh em thôi, chả khác gì cả đấy. Cho nên là những khó khăn trong quá trình làm về phần điện cũng như phần cơ khí là mình đều nắm được hết đấy. Cho nên tại sao rất nhiều anh em tâm sự với mình là em là rất thích mua máy cho anh đấy, và nhiều anh em đã mua máy cho mình rồi đấy. Bởi vì là mình là một người trực tiếp tham gia sửa chữa, cho nên là mình gần gũi với anh em hơn đấy, và mình nắm được những cái ban bệnh hàng ngày đấy. Từ cách nhiều khi từ cách tháo dỡ thôi đấy, anh em cũng hỏi mình đấy, xem là tháo như thế nào thì mình cũng đều tư vấn cho anh em. Vâng, vậy thì những anh em mà có nhu cầu mua máy mua táp cũng như là anh em còn yếu thì anh em có thể qua chỗ mình lấy máy, và anh em có thể ở lại 1-3 ngày mình hàm thụ về phần điện cho anh em để anh em nắm được nhé, cũng như là cách sử dụng máy, đúng không ạ. Còn những anh em đến học nghề chỗ mình đấy thì anh em ngoài học phần điện ra thì anh em sẽ trực tiếp làm cùng mình đấy, có thể nói là anh em thực chiến cùng với mình trên những chiếc xe bị bệnh thực tế, ví dụ như những chiếc xe này thì anh em thấy là đang bị hỏng phần hơi đấy, và anh em vừa rồi cũng tháo dỡ đây, ngay buổi sáng thôi nhưng anh em đã tháo dỡ 2 chiếc xe liền rồi để làm bộ hơi đấy. Như mình nói rồi, đợt này mình làm hơi rất là nhiều luôn, thỉnh thoảng mình quay điểm lên thôi đấy anh em ạ. Vâng, vậy thì mọi thông tin chi tiết thì anh em khi mua máy mua táp anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình để anh em có được những cái phần quà tặng từ nhà phân phối của mình nhé, những cái phần quà tặng tùy chọn anh em nhé, phù hợp với lại nhu cầu của anh em. Vâng, mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.